chứ hả? Khỏe hết ha. Chúc vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bên đây nào, cánh tay các bạn đâu nào. Yeah. Rất tuyệt vời. Cảm ơn các chàng trai và các cô gái. Cảm ơn. Kính thưa quý vị khán giả, xin nhận từ tôi, Phương Hiếu, lời chào mừng nồng nhiệt nhất đang đến với chương trình Người Hùng của Những Ngôi Sao. Quý vị khán giả thân mến, xin nhận từ chúng tôi lời cảm ơn chân thành nhất về sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Người Hùng của Những Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Tại khung giờ này, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn bay biển trên sân khấu này những bữa tiệc tài năng đỉnh cao, đẹp mắt, và bên cạnh đó là những màn cược thật thú vị đầy cân não từ phía các vị khách mời, để xem ngày hôm nay tiết mục tài năng ấn tượng nhất của đêm sẽ là ai và chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị điều gì. Hãy cùng hồi hộp chờ đợi. Còn bây giờ hãy cùng gặp gỡ với ba vị khách mời đầy tinh quái với những chiến thuật thật hợp lý để mang về số điểm cao nhất cho mình. Họ sẽ là ai? Xin được giới thiệu đạo diễn catwalk, stylist Kevin Phạm. Thưa quý vị, giám khảo quốc tế Trịnh Tú Trung. Bóng hồng duy nhất trên hàng ghế khách mời, chúng ta cùng chào đón huấn luyện viên catwalk siêu mẫu Lại Thanh Hương. Luật chơi cụ thể ra sao? Nếu ai chưa từng xem, ngay bây giờ hãy xem luật lệ của chương trình nha. Xin mời. Starking là cuộc đấu tranh quyết liệt giữa ba ngôi sao khách mời cùng ba màn trình diễn đỉnh cao của các tài năng vô cùng đặc biệt. Và chính những vị khách mời sẽ là người tận tay trao giải thưởng cho các tài năng đặc biệt ấn tượng, những tiết mục vượt qua giới hạn của bản thân mà họ đã đem đến chương trình ngày hôm nay. Cấp điểm cho các ngôi sao. Mỗi khách mời ngôi sao ngay từ đầu sẽ được chương trình cấp 10.000 điểm. Nhiệm vụ của các ngôi sao là phải đem về số điểm cao nhất sau 3 màn dự đoán của các tài năng bằng chính chiến thuật riêng của mình. Mỗi thử thách chương trình đưa ra sẽ có 3 đáp án tương ứng với 3 giới hạn mà tài năng có thể thực hiện. Các ngôi sao sẽ suy nghĩ và đưa ra đáp án cũng như số điểm đặt cược cho đáp án này. Số điểm cược mỗi lần là không giới hạn. Sau 3 vòng vượt thử thách, ai đem về số điểm cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là người chiến thắng trong số 3 ngôi sao khách mời. Cuối cùng, khán giả trong trường quay sẽ chính là những người bình chọn tài năng mà họ cảm thấy ấn tượng nhất, ấn tượng thứ nhì và ấn tượng thứ ba. Lần lượt từng tài năng sẽ được trao những giải thưởng như sau. Tài năng ấn tượng nhất, được nhiều điểm nhất, trao thưởng 5 triệu đồng. Tài năng gây ấn tượng nhì, được nhiều điểm thứ hai, trao thưởng 2 triệu đồng. Tài năng gây ấn tượng thứ ba, được ít điểm nhất, trao thưởng 1 triệu đồng. Mỗi tài năng sẽ nhận được bảng giải thưởng và một chiếc cúp lưu niệm từ chương trình. Thưa quý vị, luật chơi có đủ thú vị không ạ? Mức tiền thưởng đang rất cao chờ đợi những tài năng ấn tượng nhất trong đêm. Còn bây giờ, các vị khách mời của chúng ta đến đây, như đã nói, họ hoàn toàn bị phụ thuộc vào thẻ quyền năng. Vậy thì để xem chúng ta có bao nhiêu thẻ quyền năng và những thẻ quyền năng sẽ có những giá trị như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Năng lực không giới hạn. Để trợ giúp các ngôi sao đưa ra những chiến lược thông minh, mỗi ngôi sao sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên một quả bóng ẩn chứa một năng lực đặc biệt. Quả bóng thứ nhất, đo ván, làm bốc hơi 50% số điểm của một đối thủ. Quả bóng thứ hai, sấm sét, dù đối thủ trả lời đúng vẫn bị mất điểm cược, áp dụng lên một trong hai đối thủ. Quả bóng thứ ba, phao cứu trợ, trả lời sai không bị mất số điểm đã cược. Quả bóng thứ tư, hồi sinh lại số điểm được cấp ban đầu. Quả bóng thứ năm, cướp biển, trả lời đúng bạn được cướp 30% số điểm đang có của đối thủ, nếu sai bạn bị cướp lại 30%. Quả bóng thứ sáu, hoán đổi, đổi điểm đang có của bạn với một đối thủ bất kỳ. Quả bóng thứ bảy, ngôi sao hy vọng, trả lời đúng khách mời được gấp đôi điểm cược, sai bị trừ gấp đôi điểm cược. Khách mời sau khi chọn hãy giữ bí mật quả bóng năng lực của mình với đối thủ, nên nhớ các bạn chỉ được tung ra năng lực này một lần duy nhất trong suốt quá trình. Vì vậy, hãy lựa chọn thời điểm thích hợp tung ra quyền năng để có thể đạt được số điểm cao nhất. Chúc các bạn may mắn. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, đó chính là tác dụng của những thẻ quyền năng đầy nhiệm màu, phải không ạ? Làm cho cuộc chơi chúng ta thêm phần kịch tính hơn rất nhiều. Và ở đây chắc chắn rồi phải là những màn đấu trí từ phía các vị khách mời. Các bạn sẽ lựa chọn thẻ quyền năng như thế nào và sử dụng nó ở vòng nào để mang về cho mình số điểm cao nhất? Đó mới chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. Vậy thì ngay bây giờ, để xem vận may ngày hôm nay của vòng quay này sẽ đưa những thẻ quyền năng nào đến tay các vị khách mời của chúng ta. Lần lượt từng bạn, mời các bạn lên đây cùng Phương Hiếu nhé. Xin mời, kế bên Phạm. Khán giả rất thích Kê Binh Phạm vì luôn lựa chọn những màu sắc nhu mì. Nó mộc mạc và nó rất là trẻ trung em hả? Hôm nay em muốn mình đạt thẻ quyền năng nào? Em đã nói với anh là muôn sự tại nhân mà hành sự tại thiên. Cho nên mình phải có muôn sự đó. Theo em muốn thì em muốn thẻ quyền năng nào? Đương nhiên là em thì đến đây ai cũng muốn giành chiến thắng. Em cũng muốn là em có một cái thẻ quyền năng mạnh nhất, đó là cái thẻ quyền năng hoán đổi. Tuyệt vời. Nhưng mà cuộc chơi mà, nên là em tuân thủ luật chơi của chương trình. Vâng, và chúng ta cùng xem biểu cảm của chàng trai này, để xem chàng ấy đưa ra chiến thuật gì ngay từ những phút giây đầu tiên chạm tay vào thẻ quyền năng. Với nụ cười như mọi khi, chúc bạn may mắn. Cảm ơn rất nhiều cái bên Phạm. Tiếp theo, Thành Hương. Mời Thành Hương. Bây giờ là thẻ quyền năng mà lại Thanh Hương đã may mắn có được. Dạ, cảm ơn em rồi, rất nhiều. Okay, cảm ơn anh. Vâng, quý vị, không cần coi. Và dĩ nhiên họ có quyền, họ sẽ sử dụng thẻ quyền năng đó trong bất kỳ những vòng chơi nào mà họ cho rằng nó phù hợp và mang lại cho họ số điểm nhiều nhất. Cuối cùng, Trịnh Tú Trung, mời em. Sao em cười? Thấy quay nhiều nó cũng vậy. Ủa, cái này phải của em không vậy? Của em đó, đúng rồi. Đó. Nào, một vài nét ngây thơ quen thuộc cho khán giả xem nào. Không, hôm nay em sẽ làm nét mới, là nét show nail. Nét mới nha. Bộ nail đó tuyệt vời nha. Wow. 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 Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em bóc được cái thẻ quyền năng này. Thật không? Thật. Thật. Lần trong đầu tiên. Trong suốt mười mấy tập trôi qua rồi. Chúc mừng Trịnh Tú Trung. Thưa quý vị, như vậy là cuộc chơi ngày hôm nay đã có những tín hiệu đầu tiên cực kỳ khởi sắc rồi. Hy vọng là chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với sự xuất hiện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị nhớ nha, chẳng những là quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ, quý vị hoàn toàn có thể dự đoán. Và khán giả có mặt tại trường quay, họ cũng có một vai trò rất quan trọng, đó chính là đưa ra bình chọn cho tiết mục mà họ cho rằng mình có nhiều cảm mến nhất. Chúc cho các bạn sẽ trải nghiệm cùng chúng tôi những màn biểu diễn gây cấn và hấp dẫn. Và bây giờ hãy cùng hướng mắt về vị trí trung tâm của sân khấu để chào đón gương mặt tài năng đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy dành một tràng vỗ tay để chào đón ảo thuật gia Trọng Tín. Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào ba vị khách mời và các bạn khán giả ngày hôm nay. Và hôm nay em đến đây thì em mang đến cho tất cả mọi người một tiết mục rất là đặc biệt, có tên gọi là tiết mục ảo thuật tâm linh. Ảo thuật tâm linh, em cái trường phái này anh mới nghe đầu tiên. Dạ. Đó. Như mọi người cũng hay nghe một câu gọi là chuyện tâm linh không đùa được đâu. Đúng rồi. Và để thực hiện tiết mục này thì em sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của các vị khách mời và cũng như là các vị khán giả ở đây. Thì để bắt đầu cho tiết mục này thì có lẽ là em sẽ nhờ đến anh Tú Trung đầu tiên. Vâng, thì em... Tâm linh nghe Tú Trung, dạ. Chuyện tâm linh không đùa được đâu nha em. Dạ, cho em hỏi một điều là anh thích được đi du lịch nơi nào nhất ạ? Anh hả? Tức giờ anh nói một địa điểm đúng không? Dạ dạ. Trong tất cả những nơi đừng từng đến ngoài trời đất nước Việt Nam xinh đẹp của mình ra thì anh rất là thích được đi châu Âu. Và cụ thể đó là thành phố Paris của Pháp. Dạ, là Paris đúng không ạ? Tiếp theo đến anh Kevin thì em không biết là anh thích được ăn món gì. Dạ. Món gì mà anh yêu thích nhất ạ? Kevin hả? Thường nếu mà để cho Kevin lựa chọn cái món ăn thích nhất á thì Kevin vẫn thích được ăn cơm gia đình. Bữa cơm gia đình đúng không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn anh. Và chị Hương ạ, trang phục của chị thích nhất là màu gì ạ? Trang phục của chị thích nhất là màu gì hả? Chị thích màu neon.
Màu neon. Dạ, màu neon thì chắc cũng hơi hơi phản, gọi là một cái màu rất là mắt đèn đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn chị. Và sau đây thì em xin phép được hỏi một vị khán giả. Mời bạn. Bạn cho mình hỏi là bây giờ bạn có yêu thích những con số hay không? Bạn có thể cho mình một dãy số. 23. 23. Rồi, mình cảm ơn. Vâng, thì em xin được phép quay lại tiết mục của em. Thì như mọi người đã thấy, ở sau lưng em là có một chiếc phong bì mà em đã treo từ đầu đến bây giờ. Đó, thì đây là một chiếc phong bì mà trong đó đã chứa những gì mà tối đêm qua em đã mơ thấy. Và em nhanh chóng ghi lại những điều đó vô trong chiếc phong bì này. Và mời mọi người cùng khám phá giấc mơ của em nhé. Rồi. Và bây giờ thì em sẽ cắt chiếc phong bì này ra. Nghĩa là phong bì đã được niêm phong nha quý vị nha. Vâng, và trong tờ giấy này chính là những gì mà giấc mơ tối đêm qua em đã mơ thấy và nhanh chóng ghi lại. Thì với giấc mơ này, em đã mơ thấy mình được đi du lịch. Và chuyến du lịch đó em cùng anh Tú Trung đi đến Paris. Quá tuyệt vời. Và một điều hân hạnh hơn với em nữa, đó là trong chuyến du lịch này thì em đã cùng các anh chị, anh Kevin, anh Tú Trung và chị Hương đã cùng ở đó ăn một bữa cơm gia đình. Yeah. Và đặc biệt vào ngày hôm đó thì chị Hương có mặc một chiếc váy rất là đẹp, có màu neon. Wow. Và đặc biệt hơn thì bạn giám khảo đó cũng có mặt trong chuyến du lịch này, và bạn ấy đã mua một tờ vé số và đã trúng giải với số 23. Thật bất ngờ và ấn tượng phải không ạ? Hãy cùng theo dõi thử thách ngày hôm nay. Mời. Ảo thuật gia Trọng Tín có thể xiên tối đa bao nhiêu chông vào hộp có người ở bên trong? A 8, B 10, C 12. Que chông được xiên vào hộp có người ở trong đó. Thời gian cho ba vị khách mời bắt đầu. Những que chông xiên vào chiếc hộp có người ngồi bên trong. Thời gian dành cho khách mời đã hết. Và chúng ta cùng xem dự đoán đáp án và mức cược điểm của họ là bao nhiêu. Mở màn ra quân đầu tiên, khách mời Trịnh Tú Trung. Đáp án mà bạn dự đoán là mở. Đáp án C, 12 que chông xiên vào chiếc hộp có người. Mức điểm bạn đặt cược 5.000 điểm. Kevin, đáp án bạn dự đoán là đáp án C, cũng là 12 que chông. Mức cược điểm mở 3.000 điểm. Lại Thanh Hương, dự đoán đáp án là mở. Đáp án B, 10 que thôi. Mức cược điểm 7.000 điểm. Trong vòng 3 tiếng đếm 1, 2, 3 để xem ba vị khách mời chúng ta có sử dụng thẻ quyền năng ngay trong vòng đầu tiên này hay không. 1, 2, 3. Thưa quý vị, một trạng thái hết sức yên bình, không ai sử dụng thẻ quyền năng cả. Khớp lệnh. Thưa quý vị, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Hy vọng rằng đây sẽ là một tiết mục mang đến thật nhiều sự hứng thú dành cho quý vị. Hãy dành một tràng vỗ tay hướng mắt về trung tâm sân khấu cho ảo thuật gia Trọng Tín. Với sự hỗ trợ của một chàng trai và một cô gái, họ sẽ mang đến điều kỳ bí gì ngay tại sân khấu của Star King, người hùng của những ngôi sao. Một chiếc hộp.
cô gái lần lượt di chuyển từng bước chân lên vị trí chiếc hộp kỳ bí kia. Chiếc hộp đã được mở. Thật nhẹ nhàng, cô gái đã di chuyển vào bên trong. Và từ từ, ngồi gọn trong chiếc hộp kia. Cánh tay của ấy đang lấp ló. Bên trong thật sự đang có một người. Chiếc hộp đã được di chuyển xung quanh để chúng ta quan sát. Bây giờ là những công cụ sẽ khiến cho mọi người đều nghe sợ. Và đó chính là những chiếc trồng sắt. Và điều gì sẽ xảy ra? Cánh tay vẫn nằm đó, liệu rằng những chiếc trông cô ấy sẽ ra sao? Cộng sự của mình ạ. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ biết được đáp án chính xác là bao nhiêu. Ảo thuật gia Trọng Tín thân mến, đã có bao nhiêu cây trồng xuyên qua chiếc hộp có cô gái ở bên trong? Dạ vâng, với tiết mục của em thì em xuyên qua với 8 cây trồng. 8 cây trồng thưa quý vị. Thưa quý vị, và đó chính là đáp án A, là đáp án chính xác. Chúc mừng. Thật ấn tượng đúng không nào? Và còn chơi gì nữa để xem với màn biểu diễn tài năng đầu tiên này số điểm đã thay đổi như thế nào? Mở! Thưa quý vị, cả 3 khách mời của chúng ta đều đưa ra dự đoán đáp án không chính xác. Và họ hoàn toàn không dùng bất kỳ thẻ quyền năng nào ngay tại phòng 1 này. Như vậy, Trình Tú Trung trừ 5.000 điểm chỉ còn 5.000 điểm. Cơ Biên Phạm trừ 3.000 điểm chỉ còn 7.000 điểm. Lại Thanh Hương trừ 7.000 điểm chỉ còn 3.000 điểm. Vâng, sau vòng đầu tiên, người đang tạm dẫn đầu là Kêu Bên Phạm. Chúc mừng. Thưa quý vị, đó chính là chỉ mới cục diện của vòng đầu tiên này thôi. Tất cả hoàn toàn có quyền thay đổi trong những vòng sau. Tuy nhiên, chúng ta không quên dành một tràng vỗ tay thật lớn cho ảo thuật gia Trọng Tín và các cộng sự. Hẹn gặp lại các bạn trong vòng công bố cuối cùng. Xin chào quý vị, đây chính là vòng 2 của chương trình Người Hùng của Những Ngôi Sao. Ngay bây giờ, một tràng vỗ tay thật lớn hướng về trung tâm cho ảo thuật gia Vũ Hải. Xin chào.
Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Dạ xin hỏi sau lớp mặt nạ kia là ai vậy ạ? Dạ người bí ẩn ạ. À. Người bí ẩn ạ. À. Vui vui vui. Hiếu chị được biết biên tập chương trình cung cấp là ảo thuật gia Vũ Hải. Không biết là nên gọi là cháu hay là em hay là anh hay là chú ạ? À? Dạ em ạ. À. Em ạ. À. Hỏi như vậy để biết, để dễ xưng hô. Quý vị nha, các khách mời của chúng ta muốn đặt câu hỏi gì cho Spider-Man nhí phiên bản đang trước mặt chúng ta hay không? Xin mời. Dạ cho em hỏi là mỗi lần mình đi biểu diễn là mình đều đeo mặt nạ như vậy luôn ha anh? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Tức là khán giả sẽ chưa có ai được một lần nhìn thấy bộ mặt thật của anh luôn. Dạ vâng ạ. Tuyệt vời. Rất bí ẩn. Bây giờ chúng ta cùng xem thử thách ngày hôm nay Vũ Hải sẽ mang đến là gì? Xin mời! Ảo thuật gia Vũ Hải có thể biến ra được bao nhiêu đồ và vật trong vòng 1 phút 30 giây? A. 7 B. 8 C. 9 Liệu rằng Spider-Man bí ẩn kia sẽ biến ra được bao nhiêu đồ vật trong vòng 1 phút 30 giây? 7, 8 hay là 9, 30 giây suy nghĩ dành cho các khách mời. Bắt đầu. Thời gian suy nghĩ và đưa ra dự đoán đáp án cũng như mức cược điểm dành cho khách mời cũng đã hết. Chúng ta cùng xem các bạn lựa chọn như thế nào trong vòng 2 này quý vị nha. Xin mời. Đáp án Trịnh Tú Trung dự đoán là mở C. 9 đồ và vật. Số điểm cược là 500. Wow. Của đại gia khó đoán nhờ. Chúng ta cùng xem đáp án dự đoán của Kevin là đáp án B. 8 đồ và vật. Mức điểm cược là 2.000 điểm. Thanh Hương dự đoán đáp án là đáp án C. Cũng là 9 đồ và vật. Mức điểm cược là bỏ 2.900 điểm. Đó là chiến thuật của các vị khách mời, chúng ta tôn trọng thôi. Và nếu như quý vị khán giả vẫn nhớ ngay từ vòng đầu tiên thì ba thẻ quyền năng vẫn chưa ai sử dụng cả. Để xem ở vòng 2 này sau tiếng đếm 1, 2, 3 của tôi có ai sử dụng hay không. Chúng ta chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Thưa quý vị, một thẻ quyền năng đã được sử dụng. Khớp lệnh. Tất cả đã sẵn sàng, hãy dành một tràng vỗ tay cho màn thể hiện của ảo thuật gia Vũ Hải. Điều luyện phải không ạ? Dạ. Người nhà này rất nhanh tay nha. Quá tuyệt vời, rất nhiều những thanh cây được biến ra. Tiếp tục là gì nữa? Chúng ta cùng xem nào. Không có gì cả trong chiếc hộp. Phép màu gì sẽ xảy ra đây? Vẫn chưa có gì. Một cái chim bồ câu. Tiếp tục.
xếp nào. Hồ Biên. Yeah. Những bông hoa xinh đẹp. Tiếp tục nào, rất rất nhiều những bông hoa khác nữa. Tiếp theo. Không có gì cả, những trang giấy trắng. Cùng phổ biến nào. Vâng, tuyệt vời. Nào, để xem điều gì xảy ra. 1, 2, 3. Phong Chí Du. Thưa quý vị, thời gian đã hết. Một trọng tay thật lớn chào thực giao Vũ Hải ạ. Một trọng tay thật lớn, thưa quý vị, đáp án chính xác là đáp án A, 7 món đồ và vật ạ. Cho Hiếu hỏi Hải nè, thật sự là trước giờ chưa có ai thấy được dung nhan thật của Hải đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà trong chương trình hôm nay, Hiếu chỉ hỏi và xin phép ý kiến thôi nha. Được hay không được, Vũ Hải một lần trong đời được cho quý vị khán giả được thấy diện mạo của mình, có được hay không ạ? Dạ được ạ. Thưa quý vị, đó chính là sự tuyệt vời dành riêng cho khán giả của chương trình Người Hùng của Những Ngôi Sao. Cho Hiếu hỏi Hải năm nay bao nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em 26 ạ. 26 tuổi. Với vóc dáng của mình như vậy, ở độ tuổi 26, Hiếu hỏi thật nha, có bao giờ mình đi ra ngoài đường á, mình gặp những ánh nhìn hay là những điều gì từ người khác mà mình cảm nhận được rằng là mình bị họ soi mói hay chưa? Dạ có ạ. Lúc đó Hải nghĩ gì trong đầu? Dạ rất là buồn. Cảm thấy rất là buồn. Không được giống như người ta. Mình làm gì để vượt qua những cảm xúc đó? Dạ, mình phải cố gắng bản thân. Cố gắng bản thân nhiều hơn, đúng không? Thưa quý vị, có lẽ tất cả chúng ta, tất cả chúng ta trên cuộc đời này, chúng ta không có quyền lựa chọn cách mà chúng ta được sinh ra như thế nào, có lành lặn tay chân hay có khiếm khuyết bất kỳ điểm nào trên cơ thể hay không. Nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn cách mà chúng ta sống, tồn tại và đóng góp cho cuộc đời này những gì. Và Vũ Hải, mặc dù với thể trạng như thế này nhưng bạn vẫn cống hiến và mang đến tiếng cười, sự bất ngờ cho quý vị khán giả. Đó là một điều hết sức đáng quý. Dành một tràng vỗ tay để cảm ơn Vũ Hải đến với cuộc đời này. Cảm ơn Vũ Hải nha. Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án A là đáp án đã mang đến số điểm thay đổi như thế nào sau vòng 2 này. Xin mời. Thưa quý vị, cả 3 vị khách mời của chúng ta vẫn lựa chọn đáp án không chính xác. Trình Tú Trung lúc này bị trừ 500 điểm, chỉ còn 4.500 điểm. Cái Binh Phạm bị trừ 2.000 điểm, chỉ còn 5.000 điểm. Lúc này lại Thanh Hương bị trừ 2.900 điểm. Vâng, số điểm chỉ còn là 100 điểm mà thôi. Nhưng rõ ràng, chúng ta vẫn thấy đã có một thẻ quyền năng được áp dụng ngay tại vòng 2 này. Và chúng ta cùng xem thẻ quyền năng đó sẽ mang đến điều bất ngờ gì cho tất cả chúng ta. Mở! Trả lời sai, không bị mất số điểm đã được đến từ vị trí của Kelvin Phạm. Xin chúc mừng. Số điểm của Kelvin Phạm đã được phục hồi lại, thưa quý vị, và vẫn giữ nguyên 7.000 điểm. Xin chúc mừng. Và như vậy, Kelvin Phạm đã tạm dẫn đầu trong vòng 2 này sau 2 phần tài năng, thưa quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Và xin chúc cho Vũ Hải. Mặc dù chúng ta với thể trạng như thế, nhưng chính những nụ cười, những điều bất ngờ dành cho khán giả sẽ là những động lực để Vũ Hải tiếp tục cống hiến và yêu nghề hơn nha. Dạ vâng, hẹn gặp lại Vũ Hải trong phần cuối công bố kết quả của chương trình. Cảm ơn bạn đến với chương trình. Chào đón quý vị và các bạn, đây là vòng 3 của Người Hùng của Những Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ mang đến cho quý vị những điều hết sức tuyệt vời và cực kỳ thư giãn. Chúng ta cùng hướng mắt về trung tâm sân khấu, dành một tràng vỗ tay để chào đón nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh. Thank you.
diễn hết sức tuyệt vời. Dành một tràng vỗ tay cho nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh. Bây giờ sẽ dành những câu hỏi lại cho các khách mời ở đây để dành cho Đinh Nhật Minh, con nhà nòi thật sự, thưa quý vị, mời các bạn. Con nhà nòi thì nghe mọi người nói thì nó sẽ có rất là nhiều thuận lợi, tức là từ ba mẹ đã từng hoạt động công việc đó để lại cho chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ duyên, rất là nhiều cơ hội. Nhưng Trung biết bản thân con nhà nòi cũng có một áp lực rất lớn, đó là chúng ta không thể nào vượt qua được cái bóng của ông bà và cha mẹ. Vậy thì áp lực lớn nhất từ Nhật Minh là gì? Như anh Trung nói, đó là cái áp lực lớn nhất mà em cảm nhận được từ cái khoảng thời gian từ nhỏ cho đến bây giờ. Từ nhỏ thì mình rất là đơn giản thôi, là mình cứ thích chinh phục. Thậm chí là từ nhỏ mình có một cái suy nghĩ là mình muốn vượt qua cả ông nội và cha. Cho đến bây giờ thì em lại thấy là cái việc đó nó áp lực mình xuyên suốt mười mấy năm, làm cho mình phải, tuy nhiên nó cũng là một cái động lực nữa. Chính nó xác. Vừa là áp lực mà nó vừa là động lực để cho mình phấn đấu. Nhưng bây giờ thì em nghĩ ra là ông nội đã làm được một việc gì đó, ba đã làm được một cái việc gì đó, thì mình cũng nên làm một cái điều mà mình yêu thích, đam mê. Tức là mình thay đổi cái việc suy nghĩ về mọi người. Tức là khi nghĩ đến âm nhạc dân tộc, nó là truyền thống, nó là những cái điều cũ kỹ, nó có thể là gắn liền với những cái việc khác, áo dài hay là cái. Thế được em thì có thể là mặc những cái đồ bình thường hơn, có thể một mặc bộ vest, một cái chiếc áo sơ mi rất là nhìn gần gũi với tất cả các bạn thế hệ ở đây. Thì đó là cái điều mà em hướng tới. Bây giờ để xem thử thách mà chương trình đặt ra dành cho các vị khách mời và cả khán giả luôn. Xin mời nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh có thể thổi sáo trên nền nhạc EDM trong hoàn cảnh nào? A. Trên thảm trơn. B. Trên thảm thủy tinh. Và C. Trên thảm đinh. Xin mời 30 giây dành cho các bạn. Thưa quý vị, thời gian suy nghĩ và đưa ra dự đoán đáp án cũng như mức điểm cược từ phía các vị khách mời cũng đã hết. Chúng ta cùng xem các bạn sẽ sử dụng chiến thuật gì trong vòng quyết định này. Xin mời. Dự đoán đáp án đến từ khách mời Trịnh Tú Trung. Mở. Đáp án C. Thẩm Đình. Mức điểm cược. Mở. 1.500 điểm. Dự đoán đáp án từ Kế Binh Phạm. Mở. C. Cũng là Thẩm Đình. Mức điểm cược. 5.000 điểm. Dự đoán đáp án đến từ Lại Thanh Hương. Mở. Đáp án B. Thảm Thủy Tinh. Mức điểm cược. Mở. Tất tay 100 điểm. Quý vị, lúc này chúng ta còn hai thẻ quyền năng chưa dùng. Và chắc chắn rồi, hai thẻ quyền năng này sẽ toàn bộ được áp dụng ngay tại tiết mục tài năng cuối cùng này, đến từ vị trí của Lại Thanh Hương và Trịnh Tú Trung. Chúng ta cùng chờ xem hồi kết ngày hôm nay sẽ gây cứng như thế nào. Còn bây giờ, tất cả hãy cùng hồi hộp chờ đợi. Sau ít phút nữa, chúng tôi sẽ quay trở lại để xem nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh sẽ vừa thổi sáo, vừa đứng trong hoàn cảnh trên tấm thảm nào. Hẹn gặp lại quý vị. Xin chào. Chào mừng quý vị quay trở lại với vòng tài năng quyết định của người hùng của những ngôi sao. Thưa quý vị, lúc này nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh đang đứng trên đôi chân trần. Và trước mặt anh ta là ba chiếc thảm, một chiếc thảm đầy đinh, một chiếc thảm trơn, một chiếc thảm đầy mảnh vỡ thủy tinh. Để xem kết cuộc ngày hôm nay diễn ra như thế nào. Ngay bây giờ, hãy tập trung ánh nhìn của mình vào trung tâm sân khấu và dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh. Liệu rằng anh ta sẽ lựa chọn chiếc thảm nào đây? Có phải là thảm thủy tinh hay không? Yeah.
Đây là một đêm thưởng thức, thưa quý vị và các bạn, với tiết mục tài năng ấn tượng của nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh. Quá tuyệt vời, và chúng ta cũng có đáp án rồi, thưa quý vị. Đôi chân trần trên một thân hình điển trai đó đã chọn thảm trơn để thể hiện phần trình diễn của mình. Thổi sáo trúc trên nền nhạc EDM tuyệt vời. Hãy xem với sự xuất hiện của nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh đã mang đến số điểm thay đổi như thế nào ở vòng quyết định này. Xin mời. Thưa quý vị, đáp án chính xác trong câu hỏi này là đáp án A, thảm trơn. Như vậy, cả ba khách mời đều lựa chọn không trùng khớp. Trình Tú Trung, bạn bị trừ 1.500 điểm, số điểm bạn còn là 3.000 điểm. Cái bên Phạm, bạn bị trừ 5.000 điểm, số điểm bạn còn là 2.000 điểm. Lại Thanh Hương bị trừ 100 điểm, số điểm bạn còn là 0 điểm. Nhưng đến hai gương mặt vẫn chưa dùng thẻ quyền năng của mình. Trình Đức Trung có đoán được là Lại Tên Hương đang giữ thẻ quyền năng gì không? Dạ, Hương đang giữ thẻ hồi sinh. Hương đang giữ thẻ hồi sinh. Dạ vâng. Vậy có thể là nếu em giữ thẻ của em còn lại vòng này, nó có thể rơi vào thẻ hoán đổi. Không, thẻ không phải thẻ hoán đổi. Không hoán đổi hả? Dạ không. Ờ, anh nhớ là em nói là chưa gặp thẻ này đúng bao rồi, giờ đúng không? Chưa bao giờ bóc được cái thẻ này trong suốt mười mấy tập. Nghĩa là ngày hôm nay em chân thành. Em không có nói dối bao giờ. Tuyệt vời. Vâng, chúng ta cùng xem nhé. Theo dự đoán của Trình Tú Trung, thẻ của Lại Thanh Hương là thẻ hồi sinh. Đó có phải hay không? Mở thẻ quyền năng của Lại Thanh Hương. Xin mời. Xin chúc mừng Lại Thanh Hương, 10.000 điểm tròn chỉnh vào quỹ điểm của mình. Chính xác thẻ hồi sinh. Chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi xem thẻ quyền năng của Trình Tú Trung lần đầu tiên bạn ấy đã may mắn có được đó là gì. Mở. À, bốc hơi 50% số điểm của một đối thủ. Đo vẳng. Thẻ này cũng khá ấn tượng ha, đúng là anh cũng chưa gặp từ lúc anh tham gia Star King. Cảm ơn rất nhiều. Và chúng ta cùng xem với hai đối thủ là Kevin Phạm và Lại Thanh Hương, em muốn bốc hơi 50% số điểm của ai? Anh bốc bao nhiêu thì cũng vào em thắng. Thật ra là câu chuyện nó không có gì thay đổi hết á. Bây giờ em bốc hơi điểm của ai thì người chiến thắng nó cũng không có gì. Yes, it's me. Không có biến chuyển gì cả. Hơi buồn là tại vì nó không có cái cơ cấu khác. Nhưng mà thôi không sao à. Thì em sẽ chọn thôi, lỡ Kevin đang ít điểm rồi thì mình lấy tiếp luôn cho nó ít luôn. Bốc hơi 50% số điểm của Kevin Phạm, thưa quý vị. Kevin Phạm chỉ còn 1.000 điểm thôi. Và như vậy, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Người giành chiến thắng trên hàng ghế khách mời đó chính là Lại Thanh Hương. Người về nhì là Trịnh Tú Trung và về ba là Kevin Phạm. Cảm ơn rất nhiều. Và quý vị thân mến, đó là kết quả trên hàng ghế khách mời thôi. Đừng quên dành một tràng vỗ tay nữa cho nghệ nhân sáo trúc Đinh Nhật Minh. Cùng hẹn gặp lại chàng trai này ở phần công bố kết quả. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, chào đón quý vị đang đến với phần công bố kết quả tối nay của Người Hùng của Những Ngôi Sao. Ngay bây giờ hãy xem quý vị khán giả truyền hình bị chinh phục như thế nào. Còn các bạn khán giả tại trường quay, các bạn có những cảm nghĩ ra sao? Hãy cùng thể hiện quan điểm của mình một cách mạnh mẽ lên nha. Nào, điện thoại đâu? Cầm trên tay. Thời gian bình chọn dành cho các bạn sẽ được phép bắt đầu. Cố gắng lên nha. Chúng ta cùng nhắc đến một ảo thuật gia trọng tính, dùng những chiếc trong đâm xuyên qua chiếc hộp có người ở trong đó. Tiếp theo là ảo thuật gia Vũ Hải với màn biến ra đồ và vật trong 1 phút 30 giây. Và cuối cùng đó chính là những giai điệu sáo trúc du dương đến từ nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh. Đâu là tiết mục mà các bạn cảm thấy có nhiều cảm xúc nhất? Hãy thể hiện sự bình chọn và đưa lên tiếng nói của mình.
quý vị, thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn đã hết. Bây giờ hãy dành một tràng pháo tay chào đón ba gương mặt tài năng trong đêm nay. Xin mời ảo thuật gia Trọng Tính, xin mời ảo thuật gia Vũ Hải, xin mời nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh cùng trở lại sân khấu. Ba tài năng ai cũng có màu sắc riêng và sự nỗ lực khổ luyện để cống hiến cho quý vị khán giả những giờ phút thư giãn thật thú vị. Ngay bây giờ, Kevin Phạm, một điểm quý giá của mình em sẽ dành tặng cho ai? Em sẽ dành tặng một điểm quý giá của em dành cho anh Vũ Hải, bởi vì em đồng cảm với câu chuyện của anh. Vâng, chúc mừng ảo thuật gia Vũ Hải. Tiếp theo, xin mời Trịnh Tú Trung, ba điểm quý giá mà mình có được sau phần cược điểm mình sẽ dành tặng cho ai trong ba tài năng này? Mời em. Em xin tặng ba điểm đó của em cho bạn Đinh Nhật Minh ạ. Tuyệt vời, nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh nhận được 3 điểm từ Trịnh Tú Trung, 5 điểm từ người chiến thắng ngày hôm nay Lại Thanh Hương. Em sẽ dành cho ai? Ngay từ đầu chương trình thì em nói là em đã hứa nếu mà em là người chiến thắng thì em sẽ tặng điểm của em cho ảo thuật gia của chúng ta. Thì tất nhiên mình nói mà mình phải giữ lời hứa thôi, đặc biệt là người Hải Phòng nữa. Thế nên là thành ra là gửi tặng 5 điểm cho bạn. Chúc mừng bạn. Người Hải Phòng không lòng vòng, đúng không ạ? Và rất giữ chữ tín nữa. Cảm ơn Lại Thanh Hương rất là nhiều đã dành tặng 5 điểm cho ảo thuật gia Trọng Tín, thưa quý vị. Và như vậy, đêm nay ai sẽ trở thành tiết mục tài năng ấn tượng nhất với mức thưởng lên đến 5 triệu đồng, tiết mục tài năng ấn tượng nhì 2 triệu đồng, tài năng ấn tượng 3 1 triệu đồng. Những giải thưởng này sẽ thuộc về ai? Mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình. Mở. Thưa quý vị, ảo thuật gia Trọng Tín, ảo thuật gia Vũ Hải và nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh, mỗi người mỗi vẻ đều phát huy hết sức và tối đa tài năng của mình để cống hiến cho quý vị khán giả. Và đây là kết quả qua sự bình chọn của tất cả các bạn khán giả có mặt tại trường quay cũng như những phần cộng điểm của nghệ sĩ khách mời. Kết quả chung cuộc ngày hôm nay sẽ là mở. Thưa quý vị, 23% bình chọn dành cho ảo thuật gia Vũ Hải, 33% bình chọn dành cho nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh và người giành chiến thắng hôm nay là ảo thuật gia Trọng Tín với 44% điểm bình chọn, thưa quý vị. Còn bây giờ, ngay lập tức xin mời lên sân khấu Kevin Phạm sẽ dành phần thưởng 1 triệu đồng từ chương trình cũng như kỷ niệm chương gửi đến ảo thuật gia Vũ Hải. Chúc mừng anh, cảm ơn đã đến với chương trình. Một tràng vỗ tay cho thực gia Vũ Hải được không ạ? Thật là tuyệt vời, thưa quý vị. Tiếp theo, mời Trịnh Tú Trung trao thưởng với mức thưởng 2 triệu đồng cùng với kỷ niệm chương của chương trình cho nghệ sĩ sáo trúc Đinh Nhật Minh. Xin mời Lại Thanh Hương trao giải thưởng 5 triệu đồng cùng với kỷ niệm chương của chương trình cho ảo thuật gia Trọng Tín. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn cho cả ba tài năng đêm nay được không ạ? Thưa quý vị và các bạn, thật sự cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng tôi tin rằng những giờ phút thư giãn này đó chính là một trong những điều mà chúng tôi mong muốn cố gắng thực hiện để gửi đến cho quý vị khán giả theo dõi chương trình. Đừng quên đón theo dõi Người Hùng của Những Ngôi Sao vào khung giờ quen thuộc 21 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Còn bây giờ, chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại.